Vì sao Mỹ có dấu hiệu hụt hơi trước chủng Delta? Dù trên 50% dân số được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19, Mỹ có dấu hiệu hụt hơi trước làn sóng biến chủng Delta vì bất cập trong hệ thống. Theo thống kê từ Mayo Clinic, mạng lưới bệnh viện và nghiên cứu y khoa hàng đầu tại Mỹ, khoảng 55,7% dân số cả nước đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19. Số người được tiêm đủ liệu trình chiếm 48,3%. Thành trì vaccine dù vậy đang có dấu hiệu lung lay trước làn sóng biến chủng Delta. Ca nhiễm nCoV có xu hướng tăng ở gần như mọi tiểu bang. Điều đáng lo ngại là số ca nhiễm đang tăng nhanh ở một loạt tiểu bang có tỷ lệ tiêm chủng cao như New York, Vermont hay California. Cả ba tiểu bang đều có thành tích tiêm chủng thuộc top đầu cả nước. Khoảng 62,7% trên tổng dân số 39,2 triệu người ở California đã tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19. Vermont với hơn 624.000 dân trở thành nơi đầu tiên cán mốc trên 80% cư dân trưởng thành được tiêm chủng vào tháng 6 và đang hướng đến mục tiêu miễn dịch cộng đồng bằng độ phủ vaccine 75% toàn tiểu bang. New York có dân số 19,5 triệu người thì có hơn 61% đã hoàn thành một phần hoặc toàn bộ liệu trình tiêm chủng. Tín hiệu khả quan là số ca tử vong trung bình tuần đã giảm 25%. Đây là thành quả của chiến dịch tiêm vaccine quyết liệt cho những nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi và nhân viên y tế tuyến đầu. Hơn 99% ca tử vong từ vì COVID-19 trong tháng 6 đều thuộc diện chưa tiêm chủng vaccine. Theo David Rublin, giám đốc trung tâm Policy Lab thuộc Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia, nguy cơ từ biến chủng Delta thậm chí sẽ nghiêm trọng hơn ở những tiểu bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Arkansas, Florida, Iowa, Missouri và Oklahoma đang tăng gấp đôi. Bất kỳ nơi nào có cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp đều đang bị đe dọa. Jennifer Nuzzo là chuyên gia về an ninh y tế thuộc Đại học Johns Hopkins cảnh báo rằng các nhà khoa học và phòng thí nghiệm cũng đánh giá tính rời rạc của hệ thống y tế đang khiến Mỹ hụt hơi trước tốc độ Delta lây lan và nguy cơ biến chủng mới. Giải trình tự gen cũng là vũ khí chống dịch quan trọng với y tế cộng đồng. Công cụ cho phép chính phủ theo dõi và phát hiện biến chủng có khả năng lây lan như Delta, đồng thời đánh giá mức hiệu quả của vaccine với từng đột biến. Tuy nhiên, tình trạng thiếu chia sẻ dữ liệu giữa khu vực tư nhân và công lập đang kìm hãm năng lực này của Mỹ trong trận chiến với đại dịch. Broswyn Martin, giám đốc giám sát di truyền học bệnh dịch tại Viện Broad lưu ý rằng, chính phủ Anh đã sớm cải thiện năng lực giải trình tự gen để đón đầu mối đe dọa. Trong khi đó, chỉ đến khi những biến chủng nguy hiểm lan rộng, Mỹ mới bắt đầu ưu tiên phát triển cùng mảng. Trong 30 ngày qua, Mỹ mới giải trình tự gen 2,8% ca dương tính nCoV, ghi nhận cùng kỳ trên toàn quốc và sẽ chia sẻ thông tin cho kho dữ liệu di truyền toàn cầu. Công suất giải trình tự gen mẫu bệnh phẩm ở Anh và Israel lần lượt là 9,3% và 8,5%. Riêng dữ liệu từ Mỹ cũng mất 2 tuần mới được cập nhật cho GISAID. Và trong khi ở Anh và Israel lần lượt là 9 và 12 ngày.